3. Lưỡi tán thán công đức chư Phật vô tận. 4. Lưỡi diễn sướng từ biện vô tận. 5. Lưỡi khai triển đại thừa trợ đạo. 6. Lưỡi trùng khắp mười phương hư không. 7. Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật. 8. Lưỡi khiến khắp chúng sinh ngộ hiểu. 9. Lưỡi đều khiến chư Phật hoàn hỷ. 10. Lưỡi hàng phục tất cả các thiền mà ngoại đạo, trừ diệt tất cả sinh tử phiền não, khiến cho đến Niết Bàn. Đó là 10 thứ lưỡi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ đắc được lưỡi vô thượng của Như Lai, trùng khắp tất cả cõi nước chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân. Những gì là 10? Đó là thân người vì giáo hóa tất cả mọi người, thân chẳng phải người vì giáo hóa địa ngục súc sinh ngạ quỷ, thân trời vì giáo hóa chúng sinh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thân học vì thị hiện bậc học, thân vô học vì thị hiện bậc A-la-hán, thân độc giác vì giáo hóa khiến cho nhập vào bậc Bích Chi Phật, thân Bồ Tát vì khiến cho thành tựu Đại Thừa, thân Như Lai vì nước trí huệ quán đảnh, ý sinh thân vì khéo léo sinh ra, pháp thân vô lậu vì dùng vô công dụng thể hiện thân của tất cả chúng sinh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ đắc được thân vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân. Những gì là 10? Đó là: một, thân người vì giáo hóa tất cả mọi người; 2. Thân chẳng phải người vì giáo hóa chúng sinh trong địa ngục súc sinh ngạ quỷ; 3. Thân trời vì giáo hóa chúng sinh trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc; 4. Thân học vì thị hiện bậc học sơ quả, nhị quả, tam quả, A-la-hán, giáo hóa chúng sinh bậc hữu học; 5. Thân vô học vì thị hiện bậc A-la-hán, giáo hóa chúng sinh bậc vô học; 6. Thân độc giác vì giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho nhập vào bậc Bích Chi Phật; 7. Thân Bồ Tát vì giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho thành tựu bậc Bồ Tát Đại Thừa; 8. Thân Như Lai vì dùng nước trí huệ quán đảnh cho Bồ Tát thành bậc Pháp Vương Tử; 9. Ý sinh thân, tức là thân tác ý sinh ra, khéo léo sinh ra để giáo hóa chúng sinh; 10. Pháp thân vô lậu vì dùng vô công dụng thị hiện thân của tất cả chúng sinh để giáo hóa chúng sinh. Đó là 10 thứ thân của Bồ Tát.